Xin chào mọi người. Hôm nay lâu lắm rồi ông xã mới ở nhà được một ngày để mà nấu ăn cho vợ. Thì sáng giờ hai chồng đi công việc xong rồi đi chợ trời mua thịt bò, rồi mình cũng mua một số thứ linh tinh để chuẩn bị nấu. Thì mình xin giới thiệu chính thức, đây ông xã mình tên là Bích Noa. Hai vợ chồng mình Hân với Bích Noa là cùng tuổi. Bà con thường nói là cùng tuổi nằm duỗi mà ăn. Mình không thấy nằm duỗi mà ăn đâu hết, mình thấy đứng ăn này ngồi ăn. Và quan trọng là hai chồng mình á rất là giống nhau ở chỗ là có những sở thích rất là giống, ví dụ như thích nấu ăn và thích ăn ngon. Thì bây giờ hai chồng mình nấu ha, thì trong lúc nấu thì mình sẽ nói chuyện. Ok, giờ mình phụ ổng thôi, nay ổng là vai chính, mình là vai phụ. What should I do? Okay. For First, we open the heater. Okay. Okay? We turn on. Turn on the heater, okay. We use. Cái này mình nấu what kind of this we call number? Oh, where are the plate for the heater? The plate for the heater? Oh, this one. This one is good. Yes. Mình thì chuẩn bị món món salad. Thì hôm qua mình ăn thì còn dư, qua thì xào gà xào với nấm hương. Còn dư thì hôm nay mình lấy cái phần này mình làm salad. Đây. Mình làm salad. I prepare the pomme dauphine and Yes. the steak. Wait, wait, wait. Thì mình làm hai ba loại salad một lượt, là thông thường ăn vậy là trộn lại ăn chung với nhau. Mình sẽ làm salad cà chua. Thì cái lá cà chua mình làm rất là đơn giản. Giờ anh làm nóng lò trong 10 phút 210 độ, rồi sẽ anh chuẩn bị nguyên liệu. Thì cái món này sáng mình cái bơm này nè, mình mua ở chợ nè. What time we call it, baby? What is the name of this one? This one is pomme dauphine. Pomme dauphine, how do you make it? We buy this one at the butcher. Oui. But you can do this one. It's the same cream for make choux. Like. Okay. I check later. Okay, okay. It's cream, but inside it's mixed the potatoes. Ah, cream and yes, powder of the flea. Of the yes, cream, powder of the flea, and egg. Oh, Okay, egg. you make one. Ah, okay. You fry the mixed potatoes. Okay. You cook the potatoes. You mix the potatoes, and after you fry. Okay. Thì cái này ảnh nói là cái này mình mua sẵn ở ngoài ngoài chợ chợ trời nè. Thì họ họ làm nhân bên trong đó là khoai tây đúng không? Khoai tây xong rồi bên cái vỏ ngoài á là gồm có bột mì, trứng rồi kem nữa. Mình nghĩ giống như một dạng bánh bông lan mà nhân đó là khoai tây nghiền thôi. Thì tí nữa khi mình ăn thì mình sẽ xem nó như thế nào. So can you? Thank you. Okay. I make this one. Wait, not what you came. Oh no, not this one. This one we keep. We Okay, keep. cheese. Sáng mua mấy loại luôn, giờ nhiều quá, giờ không nhớ. Thì bên Pháp đó, họ ăn cái salad đó, thì họ làm nhiều cách lắm. Cái này thì cái củ hành của họ nè, củ hành là chuyên để làm salad. Thì mình I make all or I make just one for you, one for me? what for you, one for me. Thì mình cắt ra chung với lại cà rốt ha, xin lỗi, chung với cà chua này. Cái dao này nó lục quá. Mình
Stefan, go inside. Rồi, cái khoai tây nghiền mà bọc bột mì rồi trứng kem đó. 10 minutes. Thì bỏ vô trong lò nướng, nướng 210 độ trong 10 phút. Rồi bây giờ chảo nóng rồi thì thêm một tí dầu vô nè, vô chảo nè. Little oil. It's okay. And after. I put the meat inside and I wait. This one is just a beef. Just the beef, the meat of the beef mixed by the butcher. Rồi, trời ơi, đơn giản hết sức luôn. Tưởng nấu gì cho mình. Này, bò một dạng giống bistec nhưng mà thường là họ dùng cái vụn bò này họ xay nhuyễn rồi họ ép ra thành bánh. Bây giờ ổng chiên qua dầu thôi. Đơn giản ha. Còn salad đó thì món cắt món salad trộn thì đối với cái cà chua và hành này thì mình cho vào đây chút xíu muối thôi, chút xíu muối chừng một chút xíu à. Xong rồi mình cho luôn chút tiêu, rồi mình sẽ cho lên một xíu giấm thôi, giấm ha, chai giấm. Rồi thêm một tí dầu ăn vô. Bạn thấy món salad đơn giản không? Rồi mình trộn vô. Rồi là mình có một món salad. Mình là củ dền đỏ. Củ dền đỏ mình cắt thành ô vuông vuông nhỏ này nè. Xong mình băm tỏi vô. Rồi mình cũng cho tí muối. Tí xíu muối thôi. Rồi, cái này thì mình không có giấm thôi. Mình không có nói giấm, cho tí muối và cho tí dầu ăn vào. Trộn đều lên, có thêm theo tí tiêu nữa, rất tốt. Là món salad thứ hai này, ăn phải ăn ba món salad luôn. Nhưng mà bây giờ chưa có ăn thì mình sẽ để tủ lạnh để cho nó hơi lạnh ha. Tí nữa mình ăn mình lấy ra sau. Rồi món salad thứ ba. Thịt gà nấm. Mình làm gà mọng nhỏ ra rồi mình sẽ cho salad vào. Cái này nó hơi mặn rồi nên mình cũng không cần phải bỏ thêm cái gì hết. Giờ anh làm nóng lò trong 10 phút 210 độ. Rồi sẽ anh chuẩn bị nguyên liệu. Thì cái món này sáng mình cái bơm này nè, mình mua ở chợ nè. What kind of oil is this? What is the name of this one? This one is pomme dauphine.
Pump the fins, how does it make it? We buy this one at the butcher. Oui. But you can do this one. It's the same cream for make choux. Like, okay. I check later. Okay. It's cream, but inside it's mixed the potatoes. Ah. It's cream and yes. Powder of the flea. Of the yes, cream powder of the flea and egg. Okay, you make one. You fry the mixed potatoes. Okay. You cook the potatoes, you mix the potatoes, and after you fry. Okay. Thì cái này ảnh nói là cái này mình mua sẵn rồi ngoài chợ trời nè. Thì họ làm nhân bên trong đó là khoai tây đúng không? Khoai tây xong rồi bên cái vỏ ngoài á là gồm có bột mì, trứng. Rồi kem nữa, mình nghĩ giống như một dạng bánh bông lan mà nhân nó là khoai tây nghiền thôi. Thì tí nữa khi mình ăn thì mình sẽ xem nó như thế nào. So okay, honey. Thank you. I make this one. Wait, not what you can. Oh no, not this one. This one we keep. This one is cheese. Sáng mua mấy loại luôn, giờ nhiều quá giờ không nhớ. Thì bên Pháp đó, họ ăn cái salad đó thì họ làm nhiều cách đó. Cái này thì cái củ hành của họ nè, củ hành là chuyên để làm salad. Thì mình I make all or I make just one for you, one for me, one for you, one for me. Thì mình cắt ra chung với lại cà rốt ha. Xin lỗi, chung với cà chua nè. Cái dao này nó lục quá. This one, go inside. Rồi, cái khoai tây nghiền mà bọc bột mì rồi trứng kem đó. 10 minutes. Thì bỏ vô trong lò nướng, nướng 210 độ trong 10 phút. Rồi bây giờ chảo nóng rồi thì thêm một tí dầu vô nè, vô chảo nè. Little oil. It's okay. And after? I put the meat inside and I wait. This one is just the beef. Just the beef, the meat of the beef mixed by the butcher. Okay. Rồi, trời ơi, đơn giản hết sức luôn. Tưởng nấu gì cho mình. Này, bò một dạng giống bistec nhưng mà thường là họ dùng cái vụn bò này họ xay nhuyễn rồi họ ép lại thành bánh. Bây giờ ổng chiên qua dầu thôi. Đơn giản ha. Còn salad á thì món cắt salad trộn thì đối với cái cà chua và hành này thì mình cho vào đây chút xíu muối thôi. Chút xíu muối. Chừng một chút xíu à. Xong rồi mình cho luôn chút tiêu. Rồi mình sẽ cho lên một xíu giấm thôi. Giấm ha, chai giấm.
xin lỗi. Yes. Okay. Yes, you do. Rồi thêm một tí dầu ăn vô. Bạn thấy món salad đơn giản không? Rồi mình trộn vô. Rồi là mình có một món salad. Món salad thứ hai á, mình là củ dền đỏ. Củ dền đỏ mình cắt cắt thành ô vuông vuông nhỏ nhỏ này nè. Xong mình băm tỏi vô. Rồi mình cũng cho tí muối. Tí xíu muối thôi. Rồi, cái này thì mình không có giấm thôi. Mình không có nói giấm, cho tí muối và cho tí dầu ăn vào. Mình trộn đều lên. Có thêm theo tí tiêu nữa. Mình rất rất tí. Làm món salad thứ hai. Này ăn phải ăn 3 món salad luôn. Nhưng mà bây giờ chưa có ăn thì mình sẽ để tủ lạnh. Để cho nó hơi lạnh ha. Tí nữa mình ăn mình mới lấy ra sau. Rồi món salad thứ ba. Thịt gà nấm. Mình làm gà mọn nhỏ ra rồi mình sẽ cho salad vào. Cái này nó hơi mặn rồi nên mình cũng không cần phải bỏ thêm cái gì hết. Mình sẽ rắc vào một ít chanh, một chút chanh. Mình trộn lên. Vậy áp chảo này là xong rồi. Xong rồi khoai tây nó nghiền chín nữa là thành một món rồi. But I think we can eat the salad first. Can turn off the heater. Yes. And it's small. And we can eat. I turn one more time. Turn off. Hi. Chỉ có 10 phút thôi thì mình ăn chưa? Thì ở nhà nên mình không có cần cái cầu kỳ mình ăn món đầu tiên khai vị gì hết ha. Thì mình ăn xong ăn mì với ba cái loại salad này. It's my knife, it's my... What is my knife? It's my knife. My knife? Yes. Okay, salad first. Yes. You? A
ông xã mình á là do mình câu đó, chứ không phải là ông câu mình trước đâu. Mà nói chung mình cũng chờ hơi lâu, cuối cùng mình không ngờ là mình câu được một con cá quá nặng ký luôn, đúng là cá mà mập mà càng mập ở dưới nước sâu á. Đó, mình câu ổng đó. Đó, cho nên ổng thì ai chọc ổng mà mập á thì dễ thương, ổng cũng vui vẻ lắm. Nhưng mà người lạ thì ổng sẽ nổi quạo. Đó, cho nên mình để cái video cái camera mình cũng thấy để xa xa là cho ổng cảm thấy cái dĩa của ổng nhỏ hơn, còn dĩa mình mới bự hơn nè. Finish this one. Yes. For you? Yes. This wood. Where? Thank you. No, too much for you. You come from me. Bon appétit. Merci, bon appétit. Bon appétit. Chúc ngon miệng. Thì salad nhà mình thường ăn với bánh mì như thế này. Bây giờ mình qua món thứ hai. Món thứ hai là bò áp chảo với lại khoai tây nghiền bọc. What's inside? Okay. The potatoes inside. But they missed the potato with the egg at the beginning. Yeah. Good. Good. Thì cái bánh này, cái này thì khoai tây rồi trộn rồi nó cũng không khác gì bánh bông lan đó, nhưng mà nó là khoai tây thôi ha, với lại có trứng với khoai tây. Cũng hơi mặn á, mình ăn mình cảm thấy nó hơi mặn. It's salty, my God. What is salty? This one? Normally this one eat with the bread. The beef, normally. It's a convenient mix. Yeah. Thì ăn uống nấu bên Pháp thì thường là nấu theo định lượng. Nếu mà ông xã mình nói mọi người thì ăn 150g. Thành ra người tới 4 trái, mua một người là 150g là 4 trái. Nhưng mà nếu mình ăn 2 trái thì mình no, cái này chắc mình để dành. Bò cũng vậy, miếng bò này mình ăn chừng nửa miếng thôi thì mình ăn cũng không có hết. Bon appétit. Bon appétit. Thì cúc nó nấu như người Pháp á thì họ ăn thì còn hơi đỏ đỏ nữa, bò hơi đỏ đỏ, còn mình thì mình ăn không được. Bữa trước mình cũng có nói trong video khác, cho nên mình nấu, ổng phải nấu thêm cho mình để thành nó chín luôn. For me it's too much cook. Okay. Đối với ổng thì nấu gì là quá chín. Rồi món này ăn không hết. Tại vì con vợ ăn không nổi. Bây giờ đến tiền tráng miệng, phô mai, bánh mì. Like this. It's too much? Just a hot. Can you share with me? Comme ça? Oui. Phô mai này thường mình làm salad á, mình sẽ cắt nhỏ nhỏ rồi mình bỏ vô chung salad, còn không thì mình ăn với bánh mì cũng được. Và phô mai này thì cũng thuộc là phô mai dễ ăn.
ăn lê khoai bánh mì. Nói chung nếu mà chị em nào lấy chồng Pháp á thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì bọn hắn ăn phô mai nhiều lắm, ăn phô mai hồi luôn á. Mình cũng may mắn là mình ăn được, mình ăn béo nên mình rất là dễ hòa nhập và mình ăn được, thành ra là mình họ ăn sao thì mình ăn như vậy thôi, nên mình không thấy cảm thấy khó khăn. Chứ thật ra mình nghĩ là nhiều người Việt ăn này không nổi đâu. I eat cheese. No. Lúc mà ăn phô mai giống như là giờ phút thần thánh của chàng vậy đó, không giống mấy rầy. Bữa mình làm các loại salad hơi nhiều hơn, cái ăn chung xong có ba chồng, cái ba chồng mới nói chứ con ơi, con cho bên Noa ăn nhiều rau á, nhiều salad á, nó ăn bù lại một ký phô mai cũng vậy thôi à. Giờ mình ăn tráng miệng kem. Kem này kem dưa dưa xanh là mình tự làm luôn nè. Rồi mình bỏ hạnh nhân, chuối, nho khô với lại chip và cái viên sô cô la. Hai chồng ăn chung một ly thôi. Where's my spoon? It's mine. Lần đầu cho chồng lên sóng trực tiếp nha. Thấy chồng gì vậy? Wait, you wait, you wait, you wait, you wait. It's delicious. Extra delicious. Ngon khủng khiếp luôn em, dùng nịnh bợ. Ngon. 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 Ngon quá, đành ăn hết của mình. C'est bon. C'est bon. Tiếng Pháp mà ngon là nó là c'est bon. Giờ món cuối cùng, sô cô la với lại cà phê. Nếu mà ăn xong cái này nữa là chắc cũng đến 15 phút nữa. Để tổng cộng mới ăn là khoảng 70 phút. Là bữa ăn trung bình đó, 70 phút. Những người mà Pháp mà ở khu vực miền Nam á, họ ăn uống rất là lâu và họ dành thời gian cho gia đình và nói chuyện rất là nhiều. Thì mình sẽ tắt video ở tại đây. Nếu mà các bạn thích cái sinh hoạt và thích cái video này thì các bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh nhé, để mình sẽ cập nhật mỗi ngày luôn. Thường thì mình sẽ ăn uống như thế nào và trong gia đình sẽ ăn uống như thế nào, và các bạn sẽ thấy là cách ăn uống của người Pháp với người Việt nó khác nhau hay giống nhau thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Phụ nữ bên Pháp thì cũng sướng. Phụ nữ Pháp thì rất là sướng. Ăn xong rồi thì họ sẽ cho chiếc dĩa vào máy đó để rửa vào máy, và họ sẽ dành nhiều thời gian để ngồi uống cà phê và nói chuyện. Tonight I will make salad with tuna and egg and rice. Do you want? No. Nói chung là ăn buổi trưa thì nghĩ đến chuyện buổi tối nên tối nay sẽ có món khác. Xin chào các bạn, bây giờ là chào thật sự nhé.